Lô, xin chào anh em. Hôm nay thì tôi mới cắt tóc trông gọn gàng hẳn mà tự nhiên tìm được một cái áo màu trông cũng sáng sủa. Tranh thủ thì review một mùi mới, đó chính là Dolce & Gabbana Rượu One phiên bản EDP Intense. Đây là phiên bản EDP Intense nha, mà có một phiên bản với một cái thiết kế khá là đẹp. Thứ là nói là mùi hương này mới thì cũng không phải là mới, tại vì em này thì cũng ra mắt được một thời gian khá là dài rồi và cũng đã có rất là nhiều người review rồi. Nên là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ trên cái quan điểm cá nhân của mình về mùi hương này ra sao, nó so với những cái phiên bản những người đàn anh đi trước thì nó có đáng tiền hay không, và liệu em nó có thể là một cái sự thay thế tốt hơn cho EDP, một cái phiên bản gọi là mùi rất ngon nhưng yếu sinh lý. Chúng ta cùng nhau bắt đầu đã. Chúng ta cùng nhau ngắm qua một chút về phần ngoại hình nhá. Như các bạn để thấy em nó có một cái thiết kế thực ra thì cũng không khác gì so với phiên bản cũ, chỉ là đổi cái màu sơn cũng như là cái phần chữ thì cũng gọi là không, chữ thì nó không khác gì nhau cả. Đó là các bạn có một thiết kế màu đen. Đây, phiên bản thiết kế thì rất là quen thuộc của The One thôi, chỉ là màu đen xì và trông rất là ngầu. Cảm giác mấy những cái chai nước hoa quốc dân trong những thời gian gần đây, những cái phiên bản mới ra ấy thì họ đều rất là ưa chuộng cái màu đen kiểu đen xì luôn, như là Limmel Li Perfume này. Rồi YSL chai cũng Li Perfume luôn. Đó. Thì hai chai nước hoa đó cũng là hai chai nước hoa rất là hot và với cái thiết kế màu đen xì thì em này cũng vậy. Nhưng mà riêng có một điều em này khác phiên bản gốc, đó là em này sẽ có cái phần vòi xịt bằng vàng, màu vàng trông rất đẹp, có điểm nhấn. Ở đây đây thì là cái phiên bản gốc. Phiên bản gốc thì ở trên làm phần trong và ở dưới thì bắt đầu càng xuống dưới nó càng đục dần. Nhưng mà với mình thì có một cái thiết kế về The One mình cực kỳ ghét. Mình ghét vãi luôn, đó chính là cái điều cái nắp các bạn này, các bạn này đậy này, ghét vãi chưởng thề luôn, chả hiểu ông nào nghĩ được cái thiết kế kiểu này, như kiểu đậy vào nhiều khi đậy trượt tay bắt nó trượt trượt. Cái này là điểm trừ cực kỳ tệ mà đến bây giờ Văn cũng không khắc phục được. Và tiếp tới thì mình sẽ dẫn anh em đến cái phần mùi hương. Cái phần này chắc chắn là phần quan trọng, tại vì nhiều anh em thì chắc chắn là rất là mong chờ phiên bản Intense này là một cái phiên bản cải tiến tốt hơn về độ bám tỏa cũng như là giữ được cái chất mùi cực kỳ gọi là chơi, cực kỳ là kiểu bad boy của The One. Thì như các bạn biết, The One phiên bản EDP đây là một trong những tông mùi thuốc lá ngọt cực kỳ là sexy, cực kỳ là quyến rũ. Và nếu như không có sự xuất hiện của Replica Jar Club thì The One này chắc chắn là nó còn gọi là làm khuấy đảo thị trường nước hoa dành cho những anh chàng nào mới biết tới nước hoa và thích những cái mùi hương nó mang tiếng gọi là bad boy, hút mũi. Thực sự với một điều là em này nó rất là nịnh mũi và nó mang tới một cái phong cách kiểu khá là phóng khoáng, khá là trẻ trung và có gì đấy khá là bay bổng đối với những gì đấy là cảm nhận của mình về The One EDP. Và mùi hương này thì có một điều là nó lưu ở trên da tầm 4 đến 6 tiếng, mà thực ra nói 6 tiếng thì hơi xa một tí, nó chỉ được tầm 4 tiếng thôi. Và anh em di chuyển ngoài trời thì mùi hương nó bay màu cực kỳ nhanh, nên là em này chỉ có khuyến khích sử dụng vào kiểu đi date trong cái thời gian ngắn thôi. Và cái phiên bản Intense đây thì là một cái phiên bản được rất nhiều người ngóng chờ, là nó hoàn toàn thay thế được đàn anh đi trước, nó sẽ to cao đẹp trai hơn cũng như là thơm lâu hơn. Nhưng khi các bạn xịt mùi hương này ra thì chúng ta có rất là nhiều điều để nói. Thứ nhất đó là mình không thấy cái vibe, cái DNA của The One EDP đâu cả. Nên nếu như bạn nào mong chờ nó là một phiên bản cải tiến, nó là một phiên bản nâng cấp thì thôi, anh em out luôn. Tôi khẳng định với anh em luôn là chai nước hoa này nó không phải là phiên bản cải tiến, nó cũng chả có cái DNA gọi là quen thuộc, gọi là hấp dẫn hút mũi của The One EDP. Đấy, nói thế. Còn nếu như bạn vẫn quan tâm, bạn vẫn muốn biết xem nó như thế nào thì mình sẽ giải thích. Đó là khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi gia vị nó cũng khá là rõ, cái gia vị cay ấm, cái mùi đặc trưng của bạch đậu khấu nó có phần hơi đắng một tí khi các bạn xịt cái mùi hương này. Cái đấy thì các bạn sẽ không nhận thấy ở The One, tại vì với mình khi mà cái top note ấy mà mình xịt hai mùi side by side với nhau để so sánh thì cái mình không ngửi thấy cái mùi của The One EDP phiên bản đây lên. Có nghĩa là khi các bạn xịt hai mùi lên tay thì cái mùi gần như các bạn nhận thấy rõ nhất đó là mùi của em này, nó xuất hiện rõ nét ngay, có nghĩa là ê tao ở đây,
Còn với dầu One LP thì bạn phải mất một thời gian thì bắt đầu các bạn thấy mùi hương nó dần dần xuất hiện. Đó, thì em này nó xuất hiện ngay và nó có cảm giác là mùi hương của nó dày và tối hơn ngay lập tức so với phiên bản dầu One LP. Cái thứ hai đó là khi khoảng tầm 10 phút ở trên da thì cái mùi hương này nó mang tới một cái nét, đó là cái mùi của cashmere, đó là mùi một cái gọi là hỗn, gọi là một cái chất nhân tạo để tạo ra cái hiệu ứng mùi kiểu len, mùi những cái áo len kiểu cashmere ấy. Đó. Và khi mà ngửi đến cái giai đoạn tầm 10 phút sau khi xịt dầu One phiên bản Intense ấy thì mình cực kỳ thích, tại vì nó mang tới một cái cảm giác như kiểu là các bạn đang sờ vào những cái chiếc áo len cashmere rất là xịn. Và các bạn sờ đấy thì rất là trơn. Cái thứ hai nó rất là mịn. Và nó có cảm giác kiểu cao cấp, sờ nó rất là thích. Và nó có cảm giác kiểu nó tạo nên một cái hình ảnh khiến mình cứ kiểu ngửi mãi để mình có thể lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là mình đang sờ chiếc áo len đấy. Nó rất là thích. Và nếu như bạn nào mà xịt cái mùi hương này trong khoảng 10 phút đầu mà các bạn vô tình mặc một chiếc áo len thôi, thì mình nghĩ là các bạn sẽ thấy là mùi hương này tại sao nó có thể hợp với cái những cái chiếc áo len đến như vậy. Thì đó là mùi hương của cashmere. Đấy là một cái khoảng 10 phút sau khi xịt mình cực kỳ thích cái mùi của dầu One Intense. Ở cái lúc này ấy, thì mình thấy là mùi hương nó có một chút da nữa, nhưng mà thực sự cái vai da nó không lên rõ, mà mình ngửi thấy là mùi đúng kiểu những cái chiếc áo len kiểu những cái dùng những cái loại len kiểu cashmere ấy, rất là cao cấp ấy. Và mùi hương thì nó có sự biến chuyển, tiếp đó các bạn nhận thấy cái nét ngọt. Cái nét ngọt ở đây nó lên một cái mùi ngọt của benzoin. Nó sẽ khác với những cái mùi ngọt của đậu tonka, nó sẽ khác những cái mùi ngọt của vani. Cái nét ngọt ở đây thì nó có phần thứ nhất là với mình cảm nhận là nó khá là dày, nó rất là dày chứ nó không có sự bay bổng cũng như là cái sự thanh thoát như là dầu One LP. Khi các bạn xịt hai mùi này ấy, thì các bạn thấy mùi hương này nó cực kỳ nhẹ, mặc dù nó là một cái chai nước hoa ngọt nhưng mà nó mùi nó khá có một cái độ bay. Đấy, còn em này thì lúc nào nó nặng và chìm ở phía dưới và nó bám cực chặt vào da. Thì đấy là những cái cảm giác của mình. Và em này thì ngoài cái vai kiểu cay ấm của bạch đậu khấu nữa thì nó làm cho cái mùi hương càng ngày càng trở nên dày tối và có phần chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Và để dễ dàng các bạn hình dung với hai cái mùi hương này thì mình phải nói rằng là nếu như dầu One EDP là một chàng trai, là một cậu thanh niên, thì ở dầu One phiên bản Intense này thì đây là một người đàn ông. Người đàn ông thực sự là trưởng thành và có cái xu hướng kiểu hơi kiểu gọi là old school, hơi kiểu vintage, kiểu classic ấy, kiểu cổ điển ấy. Tại vì với mình cái xu hướng làm mùi của dầu One Intense nó không quá là đặc biệt và nó có cái xu hướng kiểu hơi hoài cổ, hơi hoài niệm một tí. Mình cũng đã xem vài cái review về cái phiên bản dầu One Intense này thì thực ra thì họ cũng chỉ miêu tả đây là một cái mùi nó dày dặn hơn, nó trưởng thành hơn, nó đậm hơn. Đây là theo như lời của Ánh Sáng review nó là như vậy. Nhưng mà với cá nhân mình ấy thì mình thấy là nó khá là khác so với dầu One EDP, và thực sự nó không mang được cái DNA đó là thuốc lá ngọt cùng với đậu tonka như là ở dầu One EDP, mà ở đây thì nó không có lên được cái vai đậu lá. Nó chỉ có một cái hiệu ứng phần nào đấy xuất hiện quen ở dầu One EDP thôi, còn nó với mình không ngửi thấy thuốc lá ở trong dầu One EDP Intense. Đó là cái sự khác biệt cực kỳ rõ. Mà nếu như bạn nào hâm mộ dầu One EDP vì cái nốt hương thuốc lá ngọt thì khi các bạn tiến tới các bạn mua em này thì chắc chắn đây không phải là một lựa chọn dành cho các bạn. Vậy thì dầu One Intense nó sẽ phù hợp với cái phong cách cụ thể là như thế nào, nó trưởng thành như thế nào, nó chững chạc như nào? Thì với mình em này mình nghĩ rằng là nó sẽ dành cho những bạn nam khoảng tầm từ 23 cho đến 25 tuổi. Dầu One phiên bản EP thì nó sẽ có một độ tuổi trẻ hơn, tầm 16 đến 18 là các bạn có thể sử dụng được rồi. Còn với em này thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải thường xuyên mặc những cái bộ nó có cái xu hướng thứ nhất là rất là lịch sự. Cái thứ hai đó là nó có cái xu hướng kiểu những cái đồ trơn, những cái đồ kiểu basic ấy. Đó, hay là những cái bộ vest chỉ đơn giản là đen và trắng, hay các bạn nhìn ở những cái phân khúc kiểu đa cấp ấy. Nhưng mà ở đây thì nó toát lên được một cái vẻ kiểu nó mùi hương nó làm mình có cảm giác hình dung ra một cái người đàn ông nó có phần hơi nghiêm túc, nó có phần hơi nguyên tắc. Đó, mặc dù người đàn ông ở đây thì cũng có những cái sự hấp dẫn, nhưng mà có cảm giác là nó hơi kiểu nó khiến mình hơi khó gần so với
số 1 EDP. Em này thì có cảm giác một chàng trai cũng có thể bất phát chuyện với bất cứ cô gái nào. Còn đây thì là một chàng trai kiểu đã trải qua rất là nhiều và ây, tôi quen cô thì tôi muốn đặt luôn vấn đề là chúng ta có thể cưới nhau không. Còn đây là kiểu ây, em có muốn yêu anh không, em có muốn đi du ngoạn, em có muốn thử những cái điều mới không. Thì hai chàng trai ở đây là hai chàng trai cực kỳ là khác nhau. Thế nên với cái mùi hương của The One EDP Intense thì độ tuổi chúng ta phải từ 23 đến 25, các bạn đã đi làm rồi. Cái thứ hai là em này sẽ sử dụng tốt vào trong thời tiết, đó là mình nghĩ là từ tầm 22 độ cho đến tầm 30 cho đến 32 độ là hợp lý. Và các bạn có thể sử dụng trong môi trường văn phòng. Em này mặc dù nó mùi nó dày hơn, nó tối hơn, nhưng mà nó về cơ bản mình cảm thấy là so với những cái nốt hương mùa đông thì nó vẫn chưa xi nhê cho lắm, nên là em này có thể sử dụng cực tốt trong môi trường văn phòng. Đây cũng sẽ là một cái làn gió mới trong môi trường văn phòng, chứ nó không bị kiểu quá chơi bời, nó không bị kiểu quá mời gọi như là The One EDP. Vậy thì chốt lại thì chúng ta nên mua phiên bản nào? Với cá nhân mình, nếu như bạn đã dùng The One EDP và bạn thấy nó cực kỳ ngon, nó cực kỳ phù hợp, thì mình nghĩ là đây sẽ không phải là lựa chọn cho bạn. Đây không phải là một cái phiên bản nâng cấp, đây là một cái mùi hương hoàn toàn khác đó. Còn nếu như bạn là một người thích cái mùi của The One EDP nhưng mà bạn đã sử dụng nó khoảng tầm 4-5 năm rồi và bạn thấy rằng là ok, mùi này thì hiện tại sử dụng vẫn ổn được, nhưng tôi muốn một cái mùi hương nó trưởng thành hơn, nó phù hợp với cái tính cách của tôi hơn, nó không còn sự trẻ trâu, nó không còn cái sự mời gọi, mà đây tôi thu mình vào hơn, thì bạn có thể sử dụng em này. Một điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là khi mà mình cầm em này về, mình bóc ra và mình xịt ngay, thì những cái gì mình mong chờ là nó là phiên bản thay thế như mình vừa nói, thì mình khá là hụt hẫng. Và mình để em nó vào một xó và mình nghĩ rằng là chắc mình sẽ thử tầm 2-3 lần nữa, và mình sẽ ra một cái video chê đây không phải là một chai nước hoa đáng mua bla blo các kiểu. Nhưng mình cũng khó chia sẻ một điều nữa ở trên livestream, đó là mình đã thử em này trong một cái ngày mà trời se lạnh, mình mặc đúng một chiếc áo len, và rất là tình cờ sau khi tắm xong mình xịt thì mình ngồi ở trong một cái không gian khá là yên tĩnh, mình thẩm em nó, thì thực sự là mình đã thay đổi quan điểm. Mình thay đổi quan điểm thực sự rất là nhiều. Mình nhìn The One với một cái khía cạnh, đó là mình không nhìn trên cái thước ngắm của The One EDP nữa, mà mình bước nó sang hẳn bên trái, mình nhìn nó với một chai nước hoa hoàn toàn riêng. Thì em này nó lại cực kỳ chiếm thiện cảm của mình. Thế nên sự thất bại của nhà Dolce & Gabbana đó là đặt tên sai trong mùi hương này. Nếu như được đặt một cái tên khác thì có lẽ em này chắc chắn mùi hương của nó cũng sẽ rất là được ưa chuộng, đặc biệt là ở thị trường châu Âu cũng như là môi trường văn phòng. Còn ở Việt Nam thì có thể mùi hương này nó không được bán chạy, nó không được nịnh mũi. Nhưng nếu như bạn đang tìm một cái mùi hương dành cho những người đàn ông trưởng thành, những người đàn ông có cái xu hướng đó là phát triển hơi kiểu thu mình, cũng như là có những sự nguyên tắc nhất định, thì The One EDP Intense là một cái chai nước hoa được lựa chọn. Một lần nữa mình muốn nói đó là hãy thử em này trước khi mua, tại vì mùi hương nó không như mong chờ của bạn, và cái thứ hai là nó không quá là nịnh mũi. Đó, chỉ đơn giản thế thôi. Và đó là những cái điều mà mình chia sẻ về The One EDP Intense, một cái phiên bản cũng rất là mong chờ, cũng rất là nhiều bạn hỏi. Nhưng mà đây đánh giá rất là khách quan của mình. Mình cũng rất là may mắn khi mà mình không làm vội em này khi mà video hàng mới về, mà để nó đến tận bây giờ. Và nếu như bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được nhiều video mới hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.